Trước khi đến những cái chủ đề quan trọng mà cả thế giới đang Nguyên nói là đang gây sốc, hoang mang, lo lắng, mà cả các quý vị Nguyên nghĩ cũng không có hiểu thực hư như thế nào, thì cho Nguyên chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào. Vì đối với Nguyên, có sức khỏe là có tất cả, không có sức khỏe là không có tất cả, mất hoàn toàn. Và ngoài vấn đề sức khỏe thì Nguyên mong những sự tốt đẹp, may mắn sẽ đến cho các quý vị và cả luôn người thân và gia đình. Đây là lời chúc chân thành của Nguyên. Và bây giờ, những lời đầu tiên đã cần thiết đã chia sẻ, Nguyên đã nói xong. Cho Nguyên mạn phép đi đến cái chủ đề chính của ngày hôm nay. Các quý vị, sáng nay các quý vị Nguyên mở mắt ra thì Nguyên đã đọc nhiều tờ báo khác nhau, nghe nhiều thông tin khác nhau, đặc biệt là tin đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Nga, có Việt Nam chúng ta và nhiều bản tin đó đầy khắp nơi trên thế giới. Trong cái bản tin nó được loan tỏa ra rằng là lính đặc nhiệm của NATO đã đến Ukraine ở hai tỉnh thành. Thì có thể nói bản tin này nó đã gây sốc, nó đã gây chấn động cả địa cầu. Khi lúc đó Nga đã cho rằng là lính tinh nhuệ của NATO đã đến Ukraine và những binh sĩ này sẽ trở thành mục tiêu mà để họ bị tiêu hủy. Có thể nói nếu các quý vị nào trước khi đến những cái sự việc thật hư như thế nào, cho Nguyên hỏi là các quý vị nào có nghe cái bản tin này qua qua đâu đó chưa? Qua trên tờ báo nào chưa? Qua trên cái đài nào chưa? Các quý vị nào có nghe qua chưa? Các quý vị nào sáng nay là ở tại Việt Nam là có xôn xao, là có nghe là binh sĩ NATO đã vào Ukraine chưa? Có người chưa, đúng không? Nguyên biết mà. Vì khi sáng sớm mở mắt ra, Nguyên đã coi thông tin và Nguyên nhận được cái bản tin đó thì Nguyên hơi choáng váng. Vì thực tế là đối với Nguyên là cái chuyện đó làm cái gì có, chuyện gì đã xảy ra. Vì hiện bây giờ cái lập trường của NATO vẫn chưa gửi một binh một chốt. Tại sao mình ngủ có một đêm thôi là chuyện gì đã xảy ra? Nghe cái nguồn tin là có binh sĩ đến rồi. Làm cho Nguyên phải đi tìm hiểu các cái vậy, làm cho Nguyên phải bỏ hết tất cả mọi việc với cái kế hoạch là đi tham quan ngày cuối cùng ở tại Nam Hàn, thủ đô Seoul. Thì Nguyên phải bỏ hết tất cả những kế hoạch đó mà để làm việc và để tìm hiểu cái sự thật hư cái bản tin này nó như thế nào, nó xuất phát từ đâu. Vì cái gì cũng vậy, nó phải xuất phát từ một cái nguồn gốc nào đó và từ đó nó mới có sự thêm mắm, thêm muối, thêm bột ngọt đó, nặn miếng chanh mới trở thành canh chua được. Thì cái câu chuyện nào nó cũng xuất phát từ một cái chỗ nào đó. Vậy thì chúng ta giả thuyết, chúng ta chưa biết thật hay giả, chúng ta giả thuyết nếu NATO gửi binh đến Ukraine có nghĩa là gì? Có nghĩa là NATO đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến với Nga rồi, đúng không? Tuy rằng theo cái nguồn tin mà các quý vị đã nghe được là họ chỉ gửi hai thành phố, một là thủ đô, hai là thành phố Lviv, là thành phố gần Ba Lan. Nếu mà họ gửi binh có nghĩa là họ sẵn sàng đối đầu với Nga rồi. Vậy là cuộc đệ tam thứ chiến nó là cận kề kế bên. Nhưng nó không đơn giản như vậy. Bản tin cụ thể, câu chuyện chính xác nó sao đây? Cách đây vài ngày trước, có khoảng tầm 4 ngày, ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ba Lan không biết ông ta ăn trúng cái gì. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nha. Và ông ta đã trả lời trước báo chí sau đây: tôi biết rằng lực lượng tinh nhuệ của NATO đã đến Ukraine. Cho tôi cảm ơn những quốc gia đã can đảm đã làm cái điều này. Và cái vấn đề gửi cho binh sĩ đến cho Ukraine là chuyện bình thường. Chúng ta phải gửi thông điệp cho Nga rằng chính Putin sợ chúng ta, chứ chúng ta không phải sợ Putin. Và cái điều mà binh sĩ của NATO đến Ukraine cũng là chuyện bình thường mà thôi. Đây là lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ba Lan. Mọi bản tin nó đến từ đây. Mấu chốt cái câu chuyện nó xuất phát từ cái chỗ cái miệng
Nguyên nói là cái miệng thường xuyên nó hại cái thân. Cái miệng của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ba Lan, ông đã đưa cái bản tin này cách đây vài ngày. Khi lúc đó không có bất cứ một cái bằng chứng nào hết, cũng không có bất cứ một cái quốc gia nào xác nhận cái điều đó. Không có bất cứ một cái quốc gia nào xác nhận cái điều đó hết. Cho Nguyên khẳng định một cái điều đó là Nguyên đã đi coi hết tất cả những quốc gia, không có quốc gia nào thừa nhận là mình đã gửi binh sĩ đến Ukraine hết. Nhưng ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ba Lan nói tôi biết, nhưng tôi không có nêu tên lên. Tôi biết quốc gia nào gửi, nhưng tôi không nêu. Ủa sao kỳ vậy? Ông biết mà không nêu. Thì cách đây một ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine được phỏng vấn trên đài của Pháp, là đài số 1 của Pháp. Thì người ta đặt một câu hỏi, tôi nghe tin đồn rằng theo lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ba Lan, rằng là có binh sĩ NATO đã đến Ukraine, có thật hay không? Thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine, ông nói không có. Chuyện đó tôi không biết và tôi cũng thấy là không có điều đó. Điều đó tôi không biết và tôi không có điều đó. Chỉ cách đây một ngày mà thôi, ở trên đài số 1 của Pháp. Và ngày hôm nay, thì cái tin đồn nó càng đậm đà thêm, câu chuyện thêm mắm, thêm muối, thêm chút xíu bột ngọt, nó sẽ thành canh chua, nặng miếng chanh vô là bá phát luôn. Thì câu chuyện là một nhóm tinh nhuệ đã gửi đến Ukraine vào hai thành phố. Trách nhiệm của họ là gì? Đó là huấn luyện, tu bổ những vũ khí mà Ukraine đã bị hư hao, yểm trợ cho Ukraine về vấn đề đào tạo, huấn luyện và tu bổ vũ khí. Họ sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Họ chỉ là hậu cần để yểm trợ giúp đỡ Ukraine mà thôi. Đây là bản tin của sáng ngày hôm nay được loan tả ra rất là nhiều. Ngay lập tức thì Nga đã cho rằng là những người này đến nơi đó sẽ là mục tiêu chính, và những hành động của họ đã trực tiếp đối đầu với Nga và họ sẽ bị tiêu hủy với mục tiêu hàng đầu. Trong Nguyên nói cho các quý vị rằng là tất cả cái đó đều là những cái khối mù, không tin đó chưa được xác thực. Vì ai đó gửi thì họ sẽ thừa nhận mình gửi. Hiện bây giờ không có biết rõ được cái gì cả. Tất cả đều cái đó là bản tin được người ta thêm một chút xíu mắm, thêm một chút xíu muối để tạo ra cái vấn đề chú ý. Và đặc biệt là Nga là rất hào hứng với bản tin này để chứng thực rằng là Nga chưa thắng Ukraine là bởi vì có NATO đứng sau lưng. Lý do bản tin này mà Nga rất là hào hứng và Nga chia sẻ rất là mạnh mẽ, vì đối với Nga đây là cái bằng chứng cụ thể. 2 năm vừa qua, Nga chưa thắng được Ukraine không phải là bởi vì Ukraine giỏi, là bởi vì có NATO gửi binh sĩ âm thầm yểm trợ. Nên Nga rất là hào hứng, Nga rất là tân bốc cái bản tin này, Nga chia sẻ một cách rầm rộ và Nga nói với người dân Nga rằng thấy chưa, NATO nó vô rồi. Nó đó, bằng chứng đó. Nhưng thực tế hiện bây giờ thì Nguyên chưa nhận bất cứ một cái quốc gia thứ ba nào họ thừa nhận là họ gửi binh sĩ hết. Nguyên không biết ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan, ông ta khẳng định từ đâu, ông có cái bằng chứng cụ thể gì, vì trong cái bài phát biểu của ông không bao giờ nói bất cứ bằng chứng gì hết. Ông nói là ông biết nhưng ông không có nêu tên lên. Cũng giống như không thôi, tôi biết kẻ thủ phạm đó, nhưng tôi không nói đâu. Cái kiểu như vậy đó. Thì cái câu chuyện từ đây nó đã bùng phát lên mà Nguyên thấy nhiều đài, trời ơi, nó làm dữ lắm. Nó làm cho là thật lắm, khi cái bản tin đó nó chưa được xác thực cái gì cả. Vì một bản tin có được xác thực, chính ít nhất là Ukraine phải thừa nhận điều đó. Bản thân của Ukraine vẫn chưa thừa nhận. Và không thấy một cái quốc gia nào thừa nhận, Pháp cũng không thừa nhận. Những cái quốc gia mà có thể gửi binh sĩ đến Ukraine đều chưa thừa nhận điều đó hết. Và cái điều đó thì bản tin này nó được loan tả từ sáng ngày hôm nay, từ đâu chẳng có ai biết luôn nha. Cái câu chuyện xuất phát từ ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ba Lan, như cái bản tin nó được loan tả ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay, từ đâu cũng đều là còn một bí mật. Nên khi các quý vị nghe thông tin thì cho Nguyên khuyên các quý vị là chớ nên quá đặt niềm tin trong bản tin. Phải chờ thời gian để kiểm chứng. Nguyên đã từng bị sai lầm một lần cách đây vài năm về trước, vì nhận một cái bản tin quá sớm với những hình ảnh kèm, người ta gửi cho mình cả hình ảnh kèm, làm cho mình tin thật mà chưa có thời gian đi kiểm chứng.
sau khi 24 tiếng đồng hồ sau kiểm chứng thì cái bản tin đó nó cũng có một phần đúng, một phần thôi, một phần đúng sự thật, còn một phần khác thì không. Nên là nhiều khi chúng ta phải thận trọng theo bản tin và theo sát. Nếu mà cái tình chúng ta nghe mà chúng ta tin rồi, ôi chết, NATO đã vào rồi dưới Nga rồi, đánh dưới Nga rồi, không các quý vị ạ. À, hiện bây giờ bản tin đó không phải là bản tin xác thực, chưa được chứng thực bất cứ một cái quốc gia, cả Ukraine cũng không thừa nhận điều đó. Nên bản tin này vẫn là bản tin đồn. À, những bản tin đồn thì chúng ta không thể nói là giả hay thật được. Chúng ta cứ để nó một bên và chúng ta chờ đợi thời gian để kiểm chứng. À, còn bây giờ thì chưa thấy có một cái dấu hiệu nào, quốc gia nào gửi binh sĩ hết. Vì đây là một cái lằn ranh đỏ mà NATO thực tế là chưa dám bước qua. Nếu NATO đã quyết định, chắc chắn NATO sẽ bỏ phiếu. Nếu NATO đại diện cho NATO gửi binh sĩ cho Ukraine là chắc chắn sẽ có một cuộc bỏ phiếu để cho 32 thành viên đồng ý bước vào cuộc yểm trợ trực tiếp cho Ukraine. Hiện bây giờ là họ yểm trợ gián tiếp qua vấn đề vận chuyển vũ khí, chứ họ chưa có gửi binh sĩ. Nếu gửi binh sĩ thì nguyên nghĩ, nếu là đơn phương thì không nói gì, mà nếu là tổ chức của NATO thì bắt buộc phải có buổi họp và bắt buộc phải có sự cuộc bỏ phiếu. Và tới ngày hôm nay thì chưa có cái cuộc bỏ phiếu nào nói về cái đề tài là lực lượng NATO sẽ gửi đến hết. Nên bản Nguyên nó còn nhiều vấn đề nghi vấn chưa được xác thực, và Nguyên không nhận được bất cứ một bản tin nào đến từ Ukraine thừa nhận cái điều đó hết. Đó là bản tin đầu tiên để chia sẻ cùng các quý vị, mà Nguyên thấy cái chủ đề này được rất rất là nhiều người sáng nay bận tâm tới giờ, nhiều đài đã giật tích và đã chạy rất là nhiều, lượng view rất là khủng với cái thông tin là lực lượng NATO đã vào ở tại Ukraine, làm cho nhiều người Nguyên thấy bàn tán xôn xao rồi âm ỉ dữ lắm. Nhưng sự thật Nguyên không thấy có cái điều đó. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ của chú anh chị em cái tình trạng khó khăn của Ukraine một chút. Khi cái số lượng tấn công của Nga đáng sợ của ngày hôm nay, bữa nay là buổi trưa Ukraine, hiện bây giờ là 2 giờ trưa. Con số khoảng tầm, chắc bây giờ Nguyên nghĩ tầm khoảng 90 cái quả tiễn, máy bay và quả tiễn nha, cho Nguyên dùng nó cho là máy bay và quả tiễn. Khi Nguyên nhận bản tin vào lúc sáng á, là Ukraine đã công bố là 82 cái máy bay và quả tiễn đã tấn công vào trên lãnh thổ của Ukraine. Và bây giờ thì con số Nguyên nói là chắc là vượt qua số 82, chắc khoảng là 90. Đây là trong những cái cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Lý do mà Nga tấn công như vậy đó thì cũng là cái sự trả đũa mà trong những sự thất bại của Nga thời gian gần đây. Thí dụ là chiếc tàu phóng quả tiễn bị bốc cháy, nhiều vấn đề mà bị thiệt hại, 3 căn cứ quân sự của Nga, không quân của Nga đã bị tấn công thiệt hại nặng nề, rồi một cái nơi sản xuất máy bay không người lái của Nga cũng bị tấn công. Nga chỉ trả thù những cái hành động cách đây 1-2 ngày mà chúng ta cười bể bụng đó. Chúng ta cười rất là hào hứng với khi những sự thất bại của Nga hay là những sự sai lầm trong lực lượng quân đội của Nga mà các đơn vị rất là hào hứng. Thì bữa nay thì Nga trả thù với cái hành động đó. Cái số lượng của Nga tấn công quy mô cực kỳ là lớn. Ukraine đã ngăn chặn được theo con số vào lúc trưa. Vào lúc trưa có nghĩa là 11 giờ, 12 giờ trưa đó. Mà Nguyên nhận được bản tin đó là khoảng tầm 57 mà thôi. 57 cái quả tiễn máy bay không người lái của Ukraine đã ngăn chặn được. Nên là một số lượng rất là nhiều, mười mấy máy bay không người lái một quả tiễn đã trúng vào nhiều nơi tỉnh thành của Ukraine. Đặc biệt là gần thủ đô Kiev, họ đã trúng vào cái nơi sản xuất năng lượng. Nên là Ukraine đang ở trong một cái gặp khó vô cùng thiếu về năng lượng. Đây có thể nói là tình hình cuộc chiến ngày hôm nay, Nga tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Ukraine rất là địa điểm. Đặc biệt là thành phố Kharkiv cũng bị tấn công một cách dữ dội. Tình hình thành phố Kharkiv là cái thành phố cặp biên giới và thành phố lớn thứ hai của Ukraine với dân số là 1 triệu dân. Đang có xu hướng phải sơ tán. Hiện bây giờ thấy rất là rõ, Tổng thống Zelensky nếu mà muốn bảo vệ thành phố này thì bắt buộc phải sơ tán dân. Vì cái quy mô mà Nga tấn công càng ngày càng nhiều, mà cái hệ thống phòng không của Ukraine thì càng ngày càng ít. Nên là cái điều này nếu mà muốn bảo vệ tính mạng của người dân thì bắt buộc phải ép người dân sơ tán.
Và cái điều này nó đang còn do dự, nó đang còn do dự các quý vị. Nên là nói chung là bữa nay với quy mô của Nga tấn công rất là lớn và Ukraine phải đối đầu với nhiều tổn thất về thiết bị, đây đặc biệt là thiết bị hạ tầng. Thiết bị hạ tầng có nghĩa là Nga tấn công vào những trụ sở giống như là điện lực nè, những cái nơi mà chế tạo ra điện và những cái nơi trụ sở khác mà Nga đã tấn công. Và cái khổ đó là cái hệ thống phòng không của Ukraine chỉ có ngăn chặn được 57 thôi, so với 82 thì các quý vị biết là con số nó còn nhiều mà. Nên là tổn thất nặng, bữa nay tổn thất khá nặng cho Ukraine và nhiều lĩnh vực khác nhau, trúng nhiều và chung cư, trúng nhiều và thường dân, nói chung chung là bữa nay bị tấn công rất là nhiều. Trong một cái giai đoạn khó khăn như vậy thì Tổng thống Zelensky phải tiếp tục lên tiếng và kêu gọi. Và đặc biệt hơn nữa, có một cái bản tin đang chấn động tại Ukraine mà sẽ làm tranh cãi rất là nhiều. Đó là Quốc hội đã thông qua vấn đề chiêu mộ binh sĩ. Đây là một thời gian rất là dài, Ukraine mới có thể chiêu mộ được binh sĩ. Các vị biết là cái vấn đề chiêu mộ binh sĩ tại Ukraine nó rất là khó. Cái vấn đề đó đã xảy ra mâu thuẫn, lý do tại sao mà ông cụ tham mưu trưởng đã bị cắt chức là bởi vì vấn đề chiêu mộ binh sĩ. Vấn đề chiêu mộ binh sĩ các quý vị, tham mưu trưởng bị cắt chức là bởi vì vấn đề chiêu mộ binh sĩ. Và bây giờ với cái bối cảnh mà lực lượng của Nga càng ngày càng đông, khi Nga đã chiêu mộ thêm 150.000, mà theo những cái nguồn tin cụ thể cho biết là Nga chiêu mộ 300.000, một tháng là 30.000 binh sĩ. Nga đã chiêu mộ ít nhất là 3 lần. Trong thời gian một năm vừa qua, Nga đã chiêu mộ gần 3 lần. Khi lúc đó Ukraine thì chưa chiêu mộ được một lần nào hết. Có nghĩa là Nga đã củng cố lực lượng binh sĩ của mình bổ sung vào trong cuộc chiến là gần 500.000 binh sĩ. Khi lúc đó Ukraine thì cả năm vừa qua không chiêu mộ một binh một chốt thêm. Tất nhiên là binh sĩ trên chiến trường ở càng lâu thì càng mệt mỏi. Thứ hai nữa là binh sĩ không thể nào không tử vong được. Số lượng binh sĩ của Ukraine càng ngày càng ít đi khi số lượng của Nga càng ngày càng đông, bởi vì chiêu mộ không ngừng. Nên bởi vì cái sự cán cân quân sự và số lực binh sĩ đã khác biệt quá nhiều, nó khác biệt từ ngày đầu cuộc chiến và nó còn khác biệt nhiều hơn đến bây giờ. Và Ukraine bắt buộc phải chiêu mộ binh sĩ. Nên là bữa nay Quốc hội đã đưa ra cái đạo luật và đã bỏ phiếu thành công. Hiện bây giờ chưa trình bày ra cụ thể chiêu mộ số lượng bao nhiêu, chiêu mộ như thế nào. Nhưng mà hiện bây giờ nó đã xảy ra vài vấn đề lo lắng. Thứ nhất là kinh phí của Ukraine chiêu mộ như thế nào. Vì nguyên nói là chiêu mộ cũng phải trả lương cho người ta. Rồi thiết bị quân sự có đầy đủ để cho những tân binh này có hay không, áo giáp, nón, vũ khí vân vân, đào tạo huấn luyện nó như thế nào, vì thường là những gà mờ không, đào tạo huấn luyện như thế nào để cho những tân binh này trong thời gian ngắn nhất có thể thành thạo và bước vào trên chiến trường. Và những cái điều đó cần với kinh phí một thời gian dài, kinh phí ở đâu ra, nói chung chung là một bài toán rất là khó cho Ukraine. Nó cũng dẫn đến cái sự lo lắng cho những tân binh sắp sửa nhập ngũ. Vì vấn đề thiếu nhiều thứ dẫn đến nhiều vấn đề lo lắng, dẫn đến cái vấn đề hiện bây giờ người ta kêu là một scandal ở tại đất nước Ukraine. Nhưng mà hiện bây giờ nó vẫn chưa công bố cụ thể cái sự việc mà Quốc hội chiêu mộ dưới cái tình trạng như thế nào, với con số là quy mô bao nhiêu, nó vẫn chưa được trình bày. Nhưng Quốc hội ngày hôm nay đã đồng ý chiêu mộ. Đó là một cái điều mà đã khẳng định. Thì cái điều này nó cũng bắt buộc thôi. Bây giờ cái số lượng kẻ địch thì chiêu mộ quá nhiều, mình thì không chiêu mộ thì làm sao được. Nên là bắt buộc phải chiêu mộ binh sĩ. Thì đây là một cái bản tin để cho các quý vị biết là tình trạng khó. Khi lúc đó cái tình trạng khó thì cái gói trợ cấp nó vẫn chưa thông qua ở tại Hoa Kỳ. Liên minh NATO còn phải chờ đến tháng 5 cái buổi họp kế tiếp. Nên là nói chung là phải cần cái gói trợ cấp của Mỹ. Và ngày hôm nay thì ông Mike Johnson vẫn chưa có, tuy rằng bị áp lực, Trung Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân đến từ Đài Loan đã yểm trợ cho chương trình. Tuy rằng Tổng thống Joe đã điện thoại hối thúc ông Mike Johnson là chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ, nhưng mà ông Joe Mike Johnson ổng phất lờ, ổng hoàn toàn ổng không để ý cái điều mà sự thúc đẩy và cuộc nói chuyện với Tổng thống Joe. Và hình như vẫn chưa thấy bất cứ một cái dấu hiệu nào
là ông Mike Johnson sẽ thúc đẩy đảng Cộng Hòa để mà bỏ phiếu cái gói trợ cấp 60 tỷ cho Ukraine hết. Nên hiện bây giờ Ukraine vẫn đang gặp khó, nên Tổng thống Zelensky sẽ tìm biện pháp khác. Biện pháp của Tổng thống Zelensky đã tìm, nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái quốc gia ở miền Bắc Âu. Ngày hôm nay Tổng thống Zelensky đã bay đến đất nước Litva trong một cái buổi họp về lãnh vực bờ biển. Các bạn biết là Litva là có cái bờ biển Baltic đó, mà 13 quốc gia xung quanh lân cận đó, thì đã mời Tổng thống Zelensky dự một cái buổi họp liên quan đến eo biển Baltic, khi lúc đó Ukraine chẳng có liên quan gì hết. Cái lý do mà mời Tổng thống Zelensky là bởi vì có những hợp đồng quân sự mà chính tay Tổng thống Zelensky phải ký. Nên Tổng thống Zelensky nói rằng là tôi đã bay đến Litva mà tôi để ký những cái hợp đồng liên minh quân sự để đem lại cái vấn đề vũ khí, thiết bị cho đất nước. Thì khi ông ta đến thì Nguyên mới vừa nhận cái bản tin không lâu trước khi làm chương trình, ngoài ký với Litva thì ông ta còn ký với Estonia nữa. Có thấy rõ là Ukraine đang tìm những cái biện pháp khác, những cái liên minh khác để tìm tối đa cái nguồn kinh phí, cái nguồn bảo vệ cho đất nước của mình. Vì cái liên minh này nó không phải là liên minh quân sự gửi binh, mà là liên minh về vũ khí, trao đổi về công nghệ, về trao đổi về tình báo, vân vân và vân, sẽ giúp đỡ Ukraine rất là nhiều trong thời gian sắp tới. Nên cái ký hợp đồng cho ba quốc gia Bắc Âu, ba quốc gia Baltic gần Nga nhất là Litva, Lettonia và Estonia, thì đây cũng là một cái yểm trợ cho Ukraine trực tiếp, mà là một cái yểm trợ cần thiết cho Ukraine trong giai đoạn này. Thì đó là cái nỗ lực của Tổng thống Zelensky, các quý vị. Thì ông ta làm tối đa, bây giờ chờ đợi cái gói tiền của Mỹ, không biết chừng nào nó đến, thì phải đi tìm cái nguồn tiền chỗ khác. Mà cái số nguồn tiền của khác thì nó không thể nào bù thay thế cho Mỹ được. Cho Nguyên nói, ở thế giới này, Mỹ vẫn là ông giàu nhất nha. Mỹ vẫn là người giàu nhất, nên là cái không quốc gia nào có thể có đủ kinh phí để chi ra một số tiền lớn khổng lồ một lượt giống như Hoa Kỳ hết. Nên là những quốc gia giống như là Litva, Lithuania, dù có họ yểm trợ cho Ukraine đi nữa, là cao lắm là 1 tỷ Mỹ Kim là hết. Vì đất nước họ rất là nhỏ, dân số họ chỉ có 1 triệu mấy dân thôi, 1 triệu 2, 1 triệu 3, 1 triệu dân. Chúng ta phải nhớ là nước Mỹ là quốc gia cường mạnh, dân số đông tới 300 triệu dân, mà gấp 3 lần Việt Nam. Diện tích đất đai xếp hạng trên thế giới là xếp hạng thứ 4. Để Nguyên nhớ không lầm ta, phải là thứ tư không? Thứ ba. Thiếp về diện tích đất đai trên thế giới là xếp hạng thứ ba trên thế giới đấy. Và dân số là 300 triệu. Chúng ta phải tính về diện tích và chúng ta còn tính về dân số nữa để chúng ta biết cái khả năng hùng mạnh của đất nước. Thì Mỹ vẫn là cái quốc gia có cái kinh phí dồi dào. Tuy rằng kinh tế của Mỹ đã tụt dốc, nhưng so với những quốc gia khác thì Mỹ vẫn đứng hàng đầu. Nên là chúng ta vẫn khẳng định là Mỹ vẫn là cái đời sống GDP của Mỹ vẫn là hàng đầu trên cả toàn cầu. Trung Quốc mới đứng hàng thứ hai so với tổng quát về tính về khí tài quân sự và tài nguyên hay là tiền bạc mà nó tính chung chung. Trung Quốc mới xếp hạng thứ hai thôi. Chưa vượt qua Mỹ. Cái khoảng cách giữa Mỹ và Trung Quốc nó còn giữ một khoảng, tuy là số 1 và số 2, nhưng cái khoảng cách nó còn rất là xa, các quý vị nha. Cái khoảng cách số 1 và số 2 đó, nó chỉ có theo chúng ta nghe chỉ một số thôi, nhưng cái khoảng cách của hai quốc gia này nó còn lớn lắm, còn lớn lắm. Đó là bản tin liên quan đến cái sự nỗ lực của Tổng thống Zelensky. Một bản tin vui nữa cho Ukraine, đó là cái hợp đồng quân sự mà Ukraine vừa ký với phía bên Anh Quốc để chế tạo vũ khí chung. Cái điều này là Ukraine họ đang cần rất là nhiều. Thì đây là một cái bước đi mới của Anh Quốc, đó là mạo hiểm, đó là sẽ thành lập sản xuất vũ khí trên lãnh thổ của Ukraine mà Ukraine họ đang cần. Đặc biệt là ngoài thành lập chế tạo vũ khí, còn vấn đề là tu bổ vũ khí. Nguyên nói là xe quân sự mau hư lắm. Tuy là nó bự như vậy đó, mình tưởng nó không hư chứ nó hư hoài à. Động cơ máy móc thì nó không có hư, cái motor thì nó có hư lắm, nhưng cái bộ phận khác của nó hư thường xuyên lắm.
đó là phải cần máy móc để tu bổ. Thì Ukraine họ đã có một cái nhu cầu rất là lâu là cần sản xuất trên đất nước của mình. Vì lý do tại sao? Vì sản xuất nó ra lò đã lên chiến trường liền. Còn nếu sản xuất ở nước ngoài, nó cần phải vận chuyển, cái thời gian vận chuyển nó lâu vô cùng. Nên là Anh Quốc đã ký cái hợp đồng sản xuất vũ khí chung với Ukraine trên lãnh thổ của Ukraine. Đây cũng là một cái bước đi khá là táo bạo của Anh Quốc. Vì chúng ta xây một cái hãng trên lãnh thổ thì chúng ta cũng phải tính toán rằng là cái hãng này sẽ bị bom đạn của Nga tấn công. Chúng ta cũng phải cho rằng là vấn đề bom đạn của Nga tấn công. Thì đây là một cái điều mình nói là phải, mà không phải mình ơn Anh Quốc đâu. Nhiều quốc gia khác cũng đã có ý định đó, giống như là Pháp và Đức. Nhưng mà họ chưa có ký chính thức để xây dựng chính thức. Thì Anh Quốc ngày hôm nay đã rút ra bài gà chết, có nghĩa là chấp thuận đầu tư xây dựng để mà sản xuất vũ khí chung với Ukraine trong những ngày sắp tới. Đó là bản tin vui nho nhỏ cho Ukraine mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ chúng ta chuyển sang qua một bản tin mà các quý vị yêu thích liên quan đến Bắc Trung. Có đến Ukraine hay không? Đó! Vấn đề của Bắc Trump cỡ này nó được nhiều người ta chú ý lắm. Lý do đơn giản là Bắc Trump đã có cơ hội cao đã quay trở lại tòa Bạch Ốc. Đúng không? Có cơ hội cao quay trở lại là một vấn đề. Thứ hai đó là gần đây thì ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Anh Quốc muốn gặp Bắc Trump. Gặp Bắc Trump trước khi gặp Bắc Joe. Và không biết có gặp Bắc Joe hay không. Nhiều người nói không biết gặp Bắc Joe không. Thì cái điều đó nó dẫn lên rất là nhiều vấn đề. Rất là nhiều vấn đề. Bởi vì những cái vấn đề đó nên là gần đây thì trong những cái bài phát biểu á, của Tổng thống Zelensky đã có cái lời mời trực tiếp đến Bắc Trung ghé đến Ukraine để nhìn thấy trực tiếp tình hình cụ thể của chiến trường. Vì thường xuyên người ta nói mà chăm nghe không bằng mắt thấy. Ông nghe người ta nói nhưng ông đâu có thấy. Nên là tôi mời ông đến để ông nhận định được tình hình cụ thể cuộc chiến giữa Ukraine và Nga như thế nào. Và lúc đó ông sẽ đưa ra những cái quyết định và cái suy nghĩ của mình nó sẽ là chính xác hơn. Thì chúng ta đều biết là gần đây không lâu thì cái vẫn tin đồn xôn xao và cái khả năng của Bắc Trump nếu mà tái đắc cử thì sẽ giải quyết vấn đề Ukraine và Nga trong vòng 24 tiếng đồng hồ, mà Bắc Trump đã từng nói cái điều đó. Thì cỡ này thì người ta bắt đầu moi câu chuyện cũ, cái lời phát biểu của Bắc Trump cách đây khá lâu, người ta lặp đi lặp lại, đặc biệt là trên tờ báo Washington Post. Nó đã lặp đi lặp lại như vậy. Thì được cái sự mời trực tiếp đến từ Tổng thống Zelensky, mời Bắc Trump đến Ukraine, thì mấy ngày hôm nay đã có câu trả lời. Đã có câu trả lời các quý vị. Theo đại diện của phía bên Bắc Trump trả lời cho biết rằng là Bắc Trump sẽ không đi với tư cách là ứng cử viên, bởi vì không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ là ứng cử viên thôi, tôi không phải là Tổng thống Mỹ. Nếu tôi là Tổng thống Mỹ thì tôi sẽ đi, nhưng mà tôi là ứng cử viên thôi. Cái người nên đi để khả năng trường cụ thể bây giờ. Ồ, mới đúng. Đó. Nói chung chung là phía bên đại diện cho Bắc Trung đá trái banh qua bên Joe. Anh Joe, anh đi đi. Anh là phải người nên đi đó, chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi là mới là ứng cử viên, tôi không có quyền lực gì hết. Tôi có đi nữa thì tôi cũng không có giải quyết được vấn đề. Cái người nên đi là anh, vì anh đang là người nắm quyền tổng thống, chứ tôi là ứng cử viên thôi. Bên Bắc Trump thảy cho banh qua bên Đắc Châu. Đó, bây giờ anh Châu anh đi hay không là chuyện của anh, chứ là tôi không có đi ạ. Vì tôi chỉ là ứng cử viên thôi. Tôi chỉ là ứng cử viên tổng thống. Nên đây là bản tin nó được nhiều người chia sẻ với mọi khía cạnh khác nhau. Dạ, Nguyên đã nghe nhiều đài chia sẻ lắm. Nhưng mà không biết tại sao họ lấy tin ở đâu mà họ thêm mắm thêm muối hay thiệt. Nó thật. Nguyên nói là lấy tin của người ta rồi thì làm ơn đưa tin chính xác giùm. Nhưng mà Nguyên thấy nhiều lắm, họ thêm chút này chút kia vào. Họ thêm một chút xíu này chút kia vào để cho cái chương trình nó hấp dẫn hay gì, Nguyên không biết. Nhưng mà họ thêm một chút xíu vào. Thì cái vấn đề là Bắc Trump Bắc không có đi vì Bắc là bởi vì Bắc không phải là tổng thống ứng cử viên,
cái người cần thiết để giải quyết vấn đề đó là bác Joe phải giải quyết, chứ không phải là bác Trump phải giải quyết trong cái vấn đề hiện tại bây giờ. Theo những nhà bình luận chuyên cho biết rằng là tại sao Tổng thống Zelensky muốn mời bác Trump đến là bởi vì muốn nghe cái ý kiến hòa bình của bác Trump. Theo nói như vậy. Nhưng cái điều đó là những nhà suy luận, Nguyên nói là những nhà suy luận ngồi một chỗ mà nói chuyện thiên hà thôi các quý vị ạ. Không ai biết được lý do mời bác Trump đến như thế nào. Nhưng hiện bây giờ bác Trump vẫn không có đến, nên là vấn đề đó chúng ta để qua một bên đi. Còn cái vấn đề chúng ta có tin là bác Trump có đủ khả năng giải quyết cuộc chiến tranh Ukraine và Nga trong vòng 24 tiếng đồng hồ hay không? Thì đối với Nguyên vẫn nói một câu là để ông lên làm tổng thống rồi chúng ta hãy phán xét. Ông làm tổng thống rồi, ông có giải quyết được vấn đề này hay không? Ông không làm được thì chúng ta chỉ trích ông cũng không muộn, đúng không? Nên bây giờ có nhiều người thì ông này nổ, ông này ở trong kho đạn, ông này ở đó đẻ trong kho đạn nè. Nhưng mà Nguyên đã nói rồi, bây giờ ông chưa làm tổng thống thì mình không biết được, mình không biết được. Đối với Nguyên á, phải cho người ta có cơ hội người ta làm. Người ta chưa làm gì hết, chúng ta đã chụp mũ người ta không cho người ta tiếng nói, không cho người ta làm, sao mình biết người ta có làm được hay không? Cứ để cho người ta làm, nếu người ta làm thành công thì mình ca ngợi, người ta làm thất bại thì mình lên án. Đó là quyền lợi của chúng ta. Nhưng người ta chưa làm gì hết mà chúng ta đã lên tiếng rồi, chúng ta đã chụp mũ rồi, cái điều đó là không tốt. Cái điều đó Nguyên cảm giác là chúng ta giống như hình cộng sản rồi đó. Giống hình cộng sản này, mới vừa ló lên là chụp rồi, không được, phải để cho người ta làm đi. Nên là Nguyên, vấn đề của bác Joe bình luận 24 tiếng đồng hồ để ổng làm tổng thống, nếu ổng làm tổng thống, vì cái bầu cử nó còn là một đường dài, chưa biết ai thắng ai bại, 30 chưa phải là Tết. Tuy rằng cái khảo sát cho bác Trump là bác là người dẫn đầu, nhưng mình chưa biết. Nên nếu ổng quay trở lại tổng thống thì chúng ta có thể chứng minh lời ổng nói thật hay là giả, hay chỉ là một cái lời mà ông ta đã nói trong cái giai đoạn làm ứng cử viên để cho người ta chú ý. Lúc đó chúng ta có bình phẩm, chúng ta có đánh giá như thế nào đi nữa thì cũng ok, vì sự thật nó đã phơi bày. Còn bây giờ chưa biết cái gì hết mà chúng ta đã đánh giá vì một cái người đó, chúng ta chưa đánh được cái khả năng của người ta như thế nào, và chúng ta đâu có biết người ta có thể làm được hay không. Có làm mới biết có thành công hay thất bại, mà không làm thì chắc chắn sẽ không có bao giờ có thành công. Các quý vị cứ biết cái điều đó mà, nên là phải để cho người ta làm mới biết được. Đó là bản tin liên quan đến sự việc của bác Trump mà Nguyên thấy bữa nay người ta đưa tin khá nhiều về bác Trump, về cái vấn đề đi đến Ukraine. Có người nói là ông Trump ổng muốn đến, có người ông Trump ổng từ chối đến, vân 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 vân. Các quý vị có thể đã nghe rồi. Nói về tình hình cuộc chiến Ukraine ngày hôm nay, nó đã dạy cho Nguyên một bài học. Bài học đáng giá nhất trong cuộc chiến tranh này là không nên trông cậy bất cứ vào người nào. Hãy tự cường với khả năng quân sự của mình. Cái điều sai lầm lớn nhất trong cái cuộc chiến tranh này là chúng ta đều dựa dẫm vào cái sự khả năng của NATO viện trợ, và trong đó có Mỹ và có nhiều quốc gia khác. Và cái điều mà lúc nào cũng phải chờ đợi cái sự giúp đỡ của người khác, đó là một cái điều Quyên nói là tệ hại vô cùng. Nhưng Ukraine ở trong một cái tư thế không lựa chọn được, vì Ukraine đã bị Nga đánh một cách bất ngờ. Ukraine không ngờ được là Nga tấn công. Cho Nguyên nói, trước khi mà Nga tấn công thì tình báo CIA của Mỹ đã gửi thông tin cho Zelensky cả tháng trước là chuẩn bị cho cuộc chiến. Chính chính quyền Zelensky vẫn không tin điều đó. Chỉ nghĩ là Nga sẽ đánh ở biên giới ở khu vực đồng Donbass, đe dọa cũng giống như nhiều năm về trước, bắn qua bắn lại một chút sẽ là kết thúc, chứ không tấn công với một cái quy mô lớn. Và cái sự chuẩn bị của Ukraine cũng không chuẩn bị về cả tâm lý và cả luôn quân sự. Khi Nga đánh một cách đột ngột thì lúc đó mới bắt đầu trở tay không kịp. Và những hạ tầng năng lượng, đặc biệt là vấn đề máy bay không quân của Ukraine, đã bị tổn thất nặng nề bởi vì không chuẩn bị một cách đàng hoàng và tử tế. Nên Ukraine đã bị hao hụt một số lượng máy bay từ khởi đầu cuộc chiến, vì bởi vì quá ý rằng Nga không tấn công, dù sao Nga với mình cũng là anh em, cũng giống như Việt Nam mà Trung Quốc vậy đó, cũng là anh em.
Và cái điều đó, đó là cũng là một cái bài học đáng giá cho Ukraine. Đằng sau đừng bao giờ nghĩ cái gì là anh em hết đó. Và tới ngày hôm nay thì cái cuộc chiến chấn tranh kéo dài 2 năm thì Ukraine đã cầm cự là một cái điều đáng ca ngợi, là một sự cực kỳ là tốt. Nhưng cái bối cảnh kinh tế cả thế giới và cái xu hướng của thế giới có những cái suy nghĩ khác. Con người mà, có người suy nghĩ như thế này, có người suy nghĩ như thế kia, không ai giống ai cả. Có người thì họ, cái đầu óc của họ chỉ suy nghĩ cho bản thân của họ thôi. Tôi chỉ biết tôi là được. Nhiều khi con cái họ cũng không bận tâm. Các quý vị nhìn chính trị, các quý vị không cần phải nhức đầu của chính trị, chắc nhức đầu lắm ha. Chính trị chắc khó lắm không? Đường lối chính trị các quý vị nhìn đơn giản, nhìn người thân gia đình của mình, những người láng giềng của mình, bà con của mình là nhìn biết liền. Có những người họ ích kỷ, họ chỉ biết cho bản thân của họ là được. Chuyện gì không biết, tôi ăn no mặc sướng là được. Con cái mày có học hay không, vợ mày có khổ hay không, tao nhậu mỗi ngày là được. Tao biết tao ăn, tao nhậu mỗi ngày là được. Trong chính trị có những người có xu hướng chính trị kiểu đó. Có những người xu hướng chính trị tổ chức, có nghĩa là ơi, cái nhóm của tao là được, đảng của tao là được hết à. Bây giờ bất kể chuyện gì xảy ra trên thế giới, dân có nghèo, dân có giàu, dân có gì không quan trọng, nhóm đảng của tao, đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa của tao nắm quyền là được. Tụi tao vẫn là người giữ quyền lực là được thôi. Còn chuyện thế giới, chuyện gì úp, kệ nó. Chuyện dân nghèo, dân giàu trong đất nước cũng kệ, nhóm tao là được, nhóm phái của tao là được thôi. Quan trọng là nhóm tao là được, nhóm tao có tiền là được rồi. Còn cái chuyện khác không quan trọng. Có những cái đường lối chính trị là đất nước tao là được, có nghĩa là mình ơn đất nước tao được, là chuyện khác không quan trọng. Tao chỉ có lo đất nước tao thôi. Ok, chuyện trên nước này, nước kia, nước nọ, nước ung chuyện của tôi xa quá. Tôi chỉ có lo trong phạm vi đất nước chúng tôi thôi. Lo cái khả năng trong đất nước thôi, chuyện ở trong nội bộ đất nước thôi. Còn chuyện ở ngoài không bận tâm, không ưu tiên, không bận tâm. Có những người thì họ suy nghĩ lớn hơn, họ suy nghĩ châu lục, giống như châu Âu, châu Mỹ. Đó, cái đường lối chính trị của họ nằm ở châu lục, châu Âu, châu Mỹ, những cái khối này, khối kia. Và có những người suy nghĩ lớn hơn, vĩ đại hơn nữa, họ suy nghĩ cho cả địa cầu. Đó, đặc biệt giống như đảng xanh đó, điều đảng xanh, đảng thiên nhiên, đảng bảo vệ môi trường đó. Thì nói chung chung là xu hướng chính trị nó có đa dạng, đa hướng. Và mỗi người có một cái bước đi riêng mà nó phù hợp cho bản thân của họ. Nguyên không nói cái gì xấu hết. Ai cũng có một cái sự lựa chọn. Vì chúng ta là con người và chúng ta sống một cái môi trường tự do. Chúng ta may mắn, Quyên đã nói rồi. Đừng có giận hờn khi chúng ta tranh cãi. Vì chúng ta có được tranh cãi là bởi vì chúng ta sống tự do đó. Còn chúng ta sống với độc tài không có tranh cãi. Lên tiếng là phản động, im lặng là đồng ý, như đã nói rồi. Khi các quý vị có sự tranh cãi, có sự không đồng ý với quan điểm, các quý vị cãi vã lẫn nhau, các quý vị phải vui đó. Các quý vị, đặc biệt là vấn đề chính trị, các quý vị phải hạnh phúc đó. Thứ nhất là các quý vị có cá tánh cá nhân, các quý vị có khả năng đối đáp các quý vị không đồng ý. Các quý vị không đồng ý cái quan điểm của người khác, các quý vị có lựa chọn, các quý vị sống như độc tài, các quý vị lựa chọn cái gì? Nên có tranh cãi là điều vui các quý vị. Đừng có quá buồn phiền. Người ta có quyền tranh cãi, mình cũng có quyền tranh cãi. Ai thích sở thích nào đó là chuyện của người ta. Mình giữ cái lập trường sở thích mình. Và có tranh cãi không phải cái gì xấu cả. Chứ độc tài là chẳng có tranh cãi đâu. Trong Nguyên nói nha. Lên tiếng là phản động, im lặng là đồng ý. Nên là không có tranh cãi, muốn tranh cãi cũng không được nữa. Muốn kiếm người cãi vã với mình, với cái lý tưởng của mình, với cái đường lối của mình cũng không có đâu. Nhé. Nên là cái điều như tại sao Nguyên nói, tại sao mấy bác hết buôn khoái trong diễn đàn của Nguyên mà chiêu chọc gì đó. Mẹ mấy bác sướng quá, được nói. Ở bên kia làm sao có quyền cơ hội được tranh cãi được. Thế giới bên kia làm gì nó cho tranh cãi. Lâu lâu mấy ổng đi vô trong diễn đàn của chúng ta mấy ổng được tranh cãi, tranh luận ổng khoái. Ổng vô ổng khoái là vậy đó. Thì để cho ổng thoải mái cái ước mơ được tự do của ổng đi. Đâu phải lúc nào cũng được tranh cãi đâu. Làm gì ở bên kia là có một cái xu hướng mà bà đặt để. Cha mẹ ngồi đâu là con ngồi đó, không nhúc nhích à. Không nhúc nhích. Đó. Còn ở đây thì chúng ta ở trong diễn đàn tự do chúng ta thì chúng ta có những cái quan điểm trái chiều. Người thì thích bắt châm, người thì thích bắt rô. Người thì thích cái này, người thì thích cái kia, người ủng hộ đảng này, người ủng hộ đảng kia, thì trong cái bản tin thế nào cũng sẽ không làm hài lòng hết mọi người.
Và từ cái bản tin đó chúng ta có những cái quan điểm trái chiều và chúng ta tranh cãi. Đây là bản tin thời sự nóng bỏng của ngày hôm nay liên quan đến nhiều cái sự việc mà Nguyên phải phân tích một cách tỉ mỉ, mất rất là nhiều thời gian. Vì chắc các vị cũng biết là nhiều bản tin Nguyên thấy là mấy bác anh chị em làm nhà báo đó nó có quá tâm. Có tâm lắm, quá tâm quá, thêm mắm thêm muối nhiều quá. Họ có tâm tư nhiều quá, Nguyên phải đính chính lại một chút xíu cho mấy bà con cô bác trong diễn đàn của Nguyên. Đừng có bị người ta tung ra những bản tin mà làm cho chúng ta bị dây choáng váng và nó không đúng theo cái sự thật. Nên là Nguyên phải tốn rất là nhiều nước miếng để mà khẳng định lại mỗi bản tin một. Để cho các vị sáng nay là Nguyên thấy tin, Nguyên nói trời ơi, tin gì vậy? Đó, thì bữa nay chúng ta hiểu rõ được hết tất cả bản tin cụ thể của trong ngày. Và cho Nguyên hẹn lại các vị khoảng tầm 5-10 phút nha.